có xe là tại sao không đi xe đó? Kìa, RV parking nè, thấy không? Tent nè. Nhưng mà cấu yếu là coi cứ đi lên đó rồi. Cấu yếu mình coi cái kiều tàu của nó ở đâu đó, TP kìa. Bữa nay chẳng có đông lắm đâu. Bữa nay là mình đậu xe thoải mái. Căn phòng office. Thôi, ở đây trả tiền đó, tắm trả tiền đó, base house đó. Vậy đó hả? Là phải trả tiền đó. Ờ, vậy thôi, ở dưới kia cũng được. Trời, chung như cái TP làm gì? Đó là cho mướn liều đó chứ. Cho mướn liều á. Liều này nó cho mướn á. Bao nhiêu người ngủ trong đó rồi, nó hưng rồi. Làm thế bà. Bên Phước, bên Phước quay lên. Bên Phước quay quay kiếm, quay kiếm lên. Chị coi cái kiểu mẫu đó chị về bên bển chị nói anh Sơn làm. Biết đâu anh Sơn mà khi mà làm ra cái đó rồi á, nó sẽ bắt chước rồi nó sẽ đặt anh Sơn. Cái gì vậy? Nó đập anh Sơn. Nó đặt anh Sơn cái làm. Nó dựng quá rất là dễ. Bây giờ ông cho phải dựng 8 cây làm dòng. Ông có 1 phần 4 của cái trên cây kia. Đầu kia, cái trên cái ngọn. Bắt đầu ông bung ra. Mà cái cây gãi đó thì không. Có giống như là bây giờ mình may sẵn nó đi rồi đó. Ở trên nhỏ mà nó nó gọi là TP đó. Là gì? TP theo tiếng da đỏ đó. Theo tiếng TP người. Rồi, nè chị chuẩn bị chị chụp chụp cái tấm bảng kìa nha. Hay là đó. Tấp vô đó để đứng đó chị chụp cái tấm bảng đó. Để cho chị dịnh cái tấm bảng đó mà chụp. Đó. Tấp vô đó. Đó là price rồi đó. Bây giờ vô tới rồi đó. Đúng rồi, mình tới đây mình với Ngọc Anh mình ăn cơm nè, mình móc cơm mình ăn nè, rồi có thấy cũng có thấy chụp hình mà rồi hoàn chẳng bao giờ thấy được cái đó hết đó. Đúng rồi đó, tấp vô đây nè. Đứng xuống chụp hình nè. Đó. Ừ, đúng đúng đúng. Đó, vô đó. Làm chỗ đậu xe để chụp hình luôn. Đúng. Đó. Vô chào đón đó. Vô, vô đó làm mua cái cạc 10 đồng bạc.